Audio tròn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 88 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Phương Thôn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất để các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước cái chết của Mai Chấp Lễ, quốc sư Lăng Không Huyền Phù của nước Đại Hoa khoác một bộ áo bào màu xám, sau vụ nổ mạnh sinh ra sóng xung kích dưới quần áo, mái tóc bạc bay lên. Sau khi ông ta nhìn thoáng qua cảnh tượng quyền ảnh và đau ảnh chạm nhau, sau đó ánh mắt thâm thúy lạnh thấu xương trực tiếp nhìn về vị trí tiêu nhất thiên đứng cách đó vài trăm thước lập tức nhìn về phía mấy vạn quân của tiêu nhất thiên cách đó không xa cách không nói cậu không phải là sơn chủ tuyết vực giọng điệu cực kỳ kiên định một câu làm cho mọi người sợ ngây người, bao gồm cả tề vệ đông đang đứng sau tiêu nhất thiên lúc này. Cái quỷ gì thế này? Đáy lòng của tề vệ đông lột bột một tiếng, sắc mặt lập tức biến thành màu đen. Theo bản năng nhìn về phía tiêu nhất thiên nói trong lòng, mấy ngày trước, ông đây vừa gặp mặt sơn trù tuyết vực. Vị trước mặt này chính là sơn trù tuyết vực mà, sao có thể không phải chưa? Quốc sư nước đại hoa tuổi lớn nên hoa mắt sao? tiêu nhất thiên khi dịch dung mặc quần áo của sơn chủ tuyết vực cũng giống với sơn chủ tuyết vực đến chín phần ngay cả giọng nói cũng bắt trước giống như đúc cực kỳ giống nhau trước kia tề vệ đông và sơn chủ tuyết vực chỉ gặp mặt một lần hơn nữa còn dưới bóng đêm nên tất nhiên không biết thật hay xả nhưng lại không có thể tránh được đôi mắt của quốc sư nước đại hoa tiêu nhất thiên bộc phát minh kình trong cơ thể nâng cơ thể anh lên chậm rãi bộc lộ hết tài năng trước mặt mấy vạn người cũng lơ lửng giữa không trung đứng cách xa quốc sư nước đại hoa vài trăm thước hỏi vì sao ông thấy được chứ hơi thở của cậu quốc sư nước đại hoa lắc đầu nói không giống với sơn chủ tuyết vực sơn chủ tuyết vực là thành viên của điện huyền vương đã từng lèn vào đại hoa đi qua học viện đạt ma tôi đây đã từng bàn luận với cậu ta nên nhớ rõ hơi thở Tuy rằng khuôn mặt và giọng nói của cậu rất giống với cậu ta, nhưng cũng chỉ giống thôi. Đã là giả, tất nhiên sẽ bị phát hiện ra sơ hở, huống chi. Cho dù sơn trù tuyết vực thật sự tiến vào minh cảnh, một người mới tiến vào minh cảnh thì sao có thể có được hơi thở minh kình hồn hậu như thế? Sao có thể bổ ra một đau sắc bén bá đạo như thế? Sao có thể giết tướng quân mai trước mặt tôi đây chứ? Cũng sao có thể đánh một quyền không phân thắng bại với tôi đây như vừa rồi. Đúng vậy, chỉ có cường giả minh cảnh chân chính mới biết được một người mới tiến vào minh cảnh sẽ bộc phát thực lực như thế nào. Mà đau ảnh thật lớn kia của Tiêu Nhất Thiên lại cách không giết chết đám người mai chấp lễ. Hơn nữa còn tan biến cùng với quyền ảnh của quốc sư nước Đại Hoa, không rơi vào thế hạ phong. Tất nhiên đây không phải là thực lực của một người vừa mới tiến vào minh cảnh tiêu nhất thiên cười nhạt hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc hay bất ngờ đối với chuyện quốc sư nước đại hoa liếc mắt một cái đã biết được thuật dịch dung của anh khen không hồ là quốc sư nước đại hoa quả nhiên là danh bất hư truyền quốc sư nước đại hoa hỏi cậu là người phương nào không ngại tiêu nhất thiên cười nói ông đoán xem trong lòng của quốc sư nước Đại Hoa tất nhiên đã sớm có đáp án, gần như ngay lúc giọng nói của Tiêu Nhất Thiên vừa dứt, ông ta đã mở miệng nói: "Tôi đây đã sớm nghe nói ở Đại Hoa Nam Cảnh cũng chính là trong chiến trường Bắc Cảnh của Đại Hạ, các người, gần mấy năm nay có một người trẻ thiên phú kinh người, năm nay 26 tuổi đã tiến vào ám cảnh viên mãn, thứ mà cả cuộc đời cũng rất khó có được." người khác tha thiết ước mơ thống lĩnh đội ngũ huyết lang đoàn mang đến không ít phiền toái và ngăn cản cho đại hoa nhưng mà đột nhiên xuất ngũ một năm trước sau đó tôi đây nghe nói nửa năm trước cậu chính thức tiến vào minh cảnh giết thú vương nam cương hoắc mãng và thái tử đế Hạo thậm chí cái chết của hoàng chủ đế uyên cậu cũng không tránh khỏi liên can lang vương bắc cảnh tiêu nhất thiền tôi đầy đoán không sai chứ. Quả nhiên, quốc sư nước Đại Khoa tuy rằng luôn luôn bế quan tu hành trong học viện Đạt Ma. Hơn nữa, tai mắt nhanh nhẹn, tin tức tinh thông, chỉ dựa vào đau ảnh vừa rồi, đã đoán được thân phận thật sự của Tiêu Nhất Thiên, làng phường Tiêu Nhất Thiên. Ngay lúc giọng nói của quốc sư Đại hoa vừa dứt, quân đội của Đại hoa và quân đội của Đại Hạ không hẹn mà cùng truyền ra một tiếng cảm thán hiển nhiên đã bị lời nói của quốc sư đại hoa dọa sợ nói đúng hơn là bị thân phận của tiêu nhất thiên dọa sợ làng vương tiêu nhất thiên sao mẹ nó người cũng bị dọa sợ còn có tề vệ đông trong mắt của ông ta lập tức trừng to như mắt trâu đôi đồng tử co lại trên mặt ngập tràn vẻ khiếp sợ khó nói quay đầu nhìn về phía lão hòa thượng và phụng diệt bang bên cạnh chỉ vào tiêu nhất thiên đang lơ lửng giữa không trung giọng nói hơi run rẩy hai vị Cậu ta, cậu ta, cậu ta thật sự là lang vương tiêu sao? Uy danh của lang vương tiêu nhất thiên, cho dù trong quân đội, đại hạ hay là quân đội của đại hoa, đều như sấm rèn bên tai. Hướng chi, trong quân đội của đại hạ và quân đội đại hoa tối nay, có rất nhiều người từng tham gia chiến tranh bắc cảnh. Mà tề vệ đông, nói thế nào đây? Từ trước đến nay, ông ta vẫn luôn luôn xem lang vương tiêu nhất thiên là tấm gương và thần tượng tương đương với phan đáng tin cậy của Tiêu Nhất Thiên, Phan Trung Thành. Cho nên, lúc này biết được sơn chủ tuyết vực trước mắt chính là lang vương Tiêu Nhất Thiên, tề vệ đông còn kích động, còn hưng phấn hơn những người khác. Có vấn đề gì sao? Phùng Diệp Bang trừng mắt nhìn tề vệ đông một cái, trong ánh mắt ngập tràn khinh thường, giống như là đang nói, đúng là chưa trải sự đời. Tề vệ đông nuốt mạnh một ngụm nước miếng, hoàn toàn không để ý Phùng Diệt Bang đang khinh thường mình, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, trong mắt bởi vì quá kích động mà nước mắt chảy ra. Lúc này Tiêu Nhất Thiên trong mắt ông ta vàng phất như đang tỏa ra ánh sáng chói lóa, không sai. Chỉ nghe Tiêu Nhất Thiên nói là tôi. Hành động chém đầu đã thuận lợi hoàn thành, mai chấp lễ và 21 lãnh tướng ám cảnh viên mãn của Đại Hoa đã bị giết tiêu nhất thiên cũng không tiếp tục giấu giếm thân phận thiếu niên tài giỏi làm tiêu nhất thiên có chút bất ngờ đó là sau khi xác nhận thân phận thật sự của anh quốc sư nước đại hoa cũng không thể hiện sát ý mà ngược lại giọng nói có chút tán dương cậu không tệ đấy không tệ từng ấy tuổi mà đã có thể có thực lực như vậy tôi đây đã gần trăm tuổi gặp qua vô số người tài mà huyết mạch thiên phú như cậu cực kỳ hiếm có một trong vạn người trong vòng trăm năm nay không nói đến đại hoa và đại hạ nhìn khắp cả trăm quốc gia cũng chỉ có một mình cậu mà thôi một trong vạn người trong vòng trăm năm nay chỉ có một mình cậu có thể nói quốc sư nước đại hoa khen ngợi tiêu nhất thiên cực kỳ cao một câu đã nâng tiêu nhất thiên lên thành nhân tài trăm năm mấy câu này lập tức làm cho binh sĩ của đại hoa và binh sĩ của đại hạ sợ tới mức run lên còn sợ hãi hơn là vừa rồi biết được thân phận của tiêu nhất thiên trước kia bọn họ chỉ biết lăng vương tiêu nhất thiên vô cùng lợi hại nhưng nằm mơ cũng không ngờ lại lợi hại tới mức gần như là biến thái như vậy cực kỳ khiếp sợ bọn họ rất tin tưởng lời khen kia bởi vì đó là quốc sư nước đại hoa cho nên tiêu nhất thiên cũng không ngờ anh vừa giết chết mai chấp lễ và nhiều tướng lãnh binh sĩ của đại hoa như vậy mà khi quốc sư của nước đại hoa tự mình đến đây sau khi gặp mặt lại mở miệng khen ngợi anh chuyện này làm anh không nhìn được trợn mắt có chút không kiên nhẫn hỏi trận chiến tối nay ông chuẩn bị đánh thế nào đây đúng vậy tôi khen ông hay là ông khen tôi cũng được sau khi thổi phòng lẫn nhau thì vẫn phải muốn đối mặt với hiện thực đây là chiến tranh hơn nữa là một trận quốc chiến thân phận của Tiêu Nhất Thiên và quốc sư nước Đại Hoa đã chú định bọn họ là kẻ thù, không thể cùng nhau tồn tại. Chỉ có thể có kết cục, ông sống, tôi chết thôi. Quần chủ đại nhân, điện chủ đại nhân, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Xuân Nhụy thống lĩnh thành viên còn lại của Bạch Ngọc Nữ Quân, Tiêu Thiên Thành thống lĩnh thành viên của Điện Thiên Thần cũng sôi nổi lao xuống núi vạn nhẫn, nhanh chóng đi về phía này. Tất nhiên, sự xuất hiện đột ngột của quốc sư nước Đại Hoa làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Rất nhanh tất cả thành viên của Điện Tiên Thần và Bạch Ngọc Nữ Quân đã đến đông đủ, tổng cộng có 70 người. Xuân Nhụy dẫn đầu, xếp thành trận hình, sắc mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào quốc sư Đại Hoa. Mà lúc này, ba cường giả nửa bước minh cảnh đi theo quốc sư nước Đại Hoa cũng xuống xe, nhìn thấy chiến tranh tràn ngập núi vạn nhẫn nhìn đến khắp thi thể nằm khắp nơi đặc biệt nhìn thấy bảy mươi thành viên của điện tiên thần và bạch ngọc nữ quân tụ hợp lại tim ba người bọn họ không được đột nhiên run lên liếc nhau một cái đều thấy được vẻ mặt lo lắng và ngưng trọng từ mắt của đối phương vốn bọn họ cho rằng nửa năm trước đế uyên đã chết mai chấp lễ thống lĩnh một triệu hùng binh nước đại hoa một đường xuôi nam cho dù sơn trù tuyết vực và hải vương đông tinh làm phản, nhưng dưới tình huống nước đại hạ không có cường giả minh cảnh chấn giữ cũng không cứu được cục diện. để quốc sư nước đại hoa mệt mỏi tự mình tới một chuyến đã là dùng pháo đánh mũi quá quắt lắm rồi, mà tình huống trước mắt làm cho bọn họ hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình trước tiêu nhất thiên. trong đó một người nhìn chằm chằm quốc sư đại hoa và tiêu nhất thiên đang đứng giữa không trung trầm giọng nói tôi cũng có nghe thấy tên tuổi của người này rồi thật sự không ngờ tốc độ trưởng thành của cậu ta lại nhanh như vậy minh cảnh uy lực một đau vừa rồi của cậu ta chỉ sợ không phải là cường giả minh cảnh bình thường nữa phiền toái rồi đây hai người khác cũng sôi nổi gật đầu phiền toái bọn họ tới chậm một bước mai chấp lễ và tướng lĩnh ám cảnh viên mãn dưới trướng của ông ta đã bị giết chết hầu như không còn nữa đối mặt với cường giả Minh Cảnh không bình thường như Tiêu Nhất Thiên và 70 thành viên của Điện Thiên Thần với cả Bạch Ngọc nữ quân chỉ dựa vào quốc sư Đại Hoa và ba người bọn họ chỉ sợ là không chiếm được chỗ tốt, huống chi bọn họ còn chú ý tới Xuân Nhụy đứng trước đám người này, xem ra Xuân Nhụy cũng là cường giả Minh Cảnh, một mình Xuân Nhụy đủ để đối phó với ba người bọn họ, cho nên tình huống lúc này cực kỳ bất lợi với bọn họ trừ phi quốc sư đại hoa có thể nghiền áp tiêu nhất thiên dùng thời gian ngắn nhất để giết chết tiêu nhất thiên diệt trừ uy hiếp lớn nhất là tiêu nhất thiên sau đó chỉ dựa vào quốc sư đại hoa cũng có thể quét sạch các thành viên của điện thiên thần và bạch ngọc nữ quân cũng bao gồm cả xuân nhụy việc đã đến nước này nghĩ nhiều cũng vô ích nghe theo sự sắp xếp của viện trường đi ba người bọn họ đều là trường lão của học viện đạt ma mà quốc sư đại hoa chính là viện trường học viện đạt ma đi đến đâu cũng như đế vương đến đó đối mặt với cục diện này tất nhiên chỉ có quốc sư đại hoa mới có quyền quyết định đúng như câu hỏi của tiêu nhất thiên trận này định đánh thế nào đây nhưng quốc sư nước đại hoa cũng không có trả lời vấn đề của tiêu nhất thiên mà cúi đầu nhìn thoáng qua thành viên của điện thiên thần và bạch ngọc nữ quân ánh mắt có chút kinh ngạc dừng lại trên người của xuân nhụy một lát sau đó thờ giải nói ý trời trêu ngươi thật sự là ý trời trêu ngươi sau khi đế uyên chết thảm nửa năm trước mọi người trong nước đại hoa đều cho rằng vận số của đại hạ đã hết nhưng là người của đại hoa tôi đây cũng không ngoại lệ cho nên hoàng chủ bệ hạ dẫn một triệu hùng binh xuôi nam phạt bắc tôi đây vẫn chưa ngăn cản hiện tại xem ra chúng tôi sai rồi đế uyên chết cũng không làm hao vận số của đại hạ mà còn phượng hoàng niết bàn, dục hòa trùng sinh, làm vận khí của đại hạ đạt cao tới mức trước nay chưa từng có. Còn về ngoài lang vương tiêu nhất thiên ra, vậy mà còn cất giấu một người phụ nữ trẻ tuổi đã tiến vào minh cảnh như thế. Một quốc gia có hai minh cảnh, mấy trăm quốc gia cũng không được mấy nước như vậy, nhưng đại hạ là một ngoại lệ. Mà nước đại hạ không có đế uyên, ngược lại lại có tiêu nhất thiên và xuân nhụy, nhưng mà... Quốc sư nước Đại Hoa không biết một chuyện. Lúc này ở Đại Hạ, ngoài Tiêu Nhất Thiên và Xuân Nhụy ra, thì thật ra còn có hai cường giả minh cảnh khác. Một người là Sơn Chủ Tuyết Vực, một người khác là Dì Tử Đàn. Còn chưa tính đến, Hải Vương Đông Tinh, Tiêu Nhất Thiên không thu phục mà giết ngay tại chỗ. Nếu không thì một quốc gia không chỉ có bốn minh cảnh mà là năm minh cảnh. Số lượng lớn như thế, nhìn khắp các nước, bỏ qua thế lực bá trù to lớn như Điện Huyền Vương, tuyệt đối không có quốc gia nào có thể so sánh được với đại hạ hiện tại. Sao thế? Lông mày của Tiêu Nhất Thiên nhíu lại hỏi, nghe ý của quốc sư chẳng lẽ là muốn đầu hàng sao? Quốc sư của nước Đại Hoa đứng giữa không trung, đầu tiên là khen Tiêu Nhất Thiên một trận, sau đó lại khen vận mệnh nước Đại Hạ rất tốt, Chuyện này làm cho Tiêu Nhất Thiên càng nghe thì càng cảm thấy khó hiểu, thậm chí cho rằng quốc sư nước Đại Hoa muốn từ bỏ Đại Hoa, nương tựa vào Đại Hạ, cũng không phải. Quốc sư nước Đại Hoa mỉm cười, lắc đầu nói, mọi người đều biết tôi đây là một lòng tu hành, không muốn giết chóc. Nếu tối nay đã tới đây thì tất nhiên phải dùng chữ hòa để cứu lấy quan hệ hai nước. Hòa sao? tiêu nhất thiên hừ lạnh nói lúc này quốc sư muốn giảng hòa chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười sao nếu như tôi không xuất hiện trong trận chiến tối nay chỉ sợ lúc này mai chấp lễ đã mang theo một triệu quân đội hùng mạnh của nước đại hoa đánh vào thủ đô của đại hạ rồi hiện tại cục diện đã truyền rời chúng tôi chiếm hết ưu thế quốc sư có lý do và tư cách gì để giảng hòa với chúng tôi chứ tiêu nhất thiên tự tin có thể đánh một trận với quốc sư nước đại hoa mà xuân nhụy dẫn đầu thành viên của điện thiên thần và bạch ngọc nữ quân cũng đủ để đánh bại ba cường giả nửa bước minh cảnh mà quốc sư đại hoa đưa đến khiến cho một triệu hùng binh của nước đại hoa không còn đường về hoàn toàn thắng lợi trong trận chiến này dưới tình huống này mà quốc sư nước đại hoa lại muốn giảng hòa sau cho nên tiêu nhất thiên rất tò mò quốc sư đại hoa dùng lợi thế gì để tới đây Người trẻ tuổi, làm việc hay làm người thì nên phóng tầm mắt ra xa một chút. Nếu như muốn đánh một trận, đúng là tối nay các người có thiên thời địa lợi nhân hòa, nắm chắc cơ hội thắng. Nhưng mà... Sau tối nay thì sao đây? Hoàn hoàn tường báo bao giờ mới xong. Tối nay các người tàn sát binh sĩ của nước Đại Hoa. Hôm khác, tôi đây lại thống lĩnh 3.000 đệ tử của học viện Đạt Ma tới đòi nợ. Chỉ dựa vào mấy người điện thiên thần này, chỉ sợ không được chúng tôi. Hơn nữa, Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh phản bội điện huyền vương. Một khi sau khi tôi đây trở về sẽ bầm báo với điện huyền vương. Đến lúc đó, điện huyền vương truy cứu trách nhiệm sơn chủ tuyết vực và hải vương đông tinh cũng khó thoát khỏi cái chết mà thiếu niên tài giỏi trăm năm khó gặp như cậu cũng khó tránh khỏi liên lụy thậm chí chưa báo được thù đã chết trước đáng tiếc cho huyết mạch thiên phú này phá hủy tiền đồ của cậu Quốc sư nước Đại Hòa nói có sách mách có chứng, hơn nữa trong lời nói này dường như còn mang theo tấm lòng thương dân, muốn thay dân chúng hai nước cầu phúc, không muốn sinh linh bị khổ sở lầm than thậm chí không hy vọng nhân tài như tiêu nhất thiên chết non như vậy chuyện này thật ra cũng nằm ngoài dự đoán của tiêu nhất thiên tiêu nhất thiên nói ý của quốc sư là sao đây để tôi và cậu đánh một trận quốc sư đại hoa nói dùng trận chiến của tôi thay cho cuộc chiến của hai nước giọng nói của quốc sư đại hoa bình thản như nước nhưng giọng nói của ông ta lại hùng hồn mạnh mẽ nói xuống phía dưới giống như là sấm sét đánh cuồn cuộn lên bầu trời đêm truyền tới tay của hàng trăm ngàn binh lính đại hoa cùng với binh lính của đại hạ nhất thời khiến cho bên trong đám người nổi lên một trận tranh cãi lớn sao cơ trong lòng của tiêu nhất thiên không khỏi khẽ nhúc nhích đồng từ hơi co lại lờ mờ hiểu ra ý tứ của quốc sư đại hoa nhưng anh vẫn hỏi ý của quốc sư là gì đây thật ra rất đơn giản quốc sư đại hoa giải thích hai người đánh cách chết của một trong hai sẽ quyết định chiến thắng hai quân đánh, giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, kết quả hai bên đều thiệt hại là điều không thể tránh. Mà hai nước đánh nhau, trăm họ lầm than, dân chúng gặp tai ương, người chết, người bị thương đếm không xuể, người vô tội không nên trải qua kiếp nạn này. Cho nên, nếu như cậu đồng ý, tôi đây thì đại diện cho Đại Hoa, cậu đại diện cho Đại Hạ. Người người chúng ta tự mình chiến đấu, trong vòng trăm chiêu định ra thắng bại, quyết định sống chết nếu cậu thắng tôi cũng chỉ là giết một người nếu tôi thắng cậu cũng chỉ là giết một người không quan tâm ai thắng ai thua từ nay về sau hai nước ngừng chiến không xâm phạm lẫn nhau những ân oán trước đây đều bị xóa sổ không biết ý của lang vương như thế nào quốc sư đại hoa nói êm tay nói dụng ý rõ ràng của mình gần từng tiếng một truyền vào tai hơn trăm ngàn binh sĩ làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi không ngừng rung động trái tim run dày không ngừng đều mở to hai mắt nhìn vào quốc sư đại hoa đang trôi nổi giữa không trung trong ánh mắt đều tràn ngập kính trọng và khâm phục thì ra là thế thì ra là vậy không thể không thừa nhận tầm nhìn của quốc sư đại hoa quả thật là rất sâu xa theo ông ta việc thay thế trận chiến giữa hai quốc gia bằng trận chiến giữa hai người không chỉ có thể giải quyết được tình hình hai quân đội đối đầu nhau đâm lao thì phải theo lao dù thắng hay thua dù sống hay chết sau này coi như không quấy nhiễu đến nhau có thể coi là giải pháp tròn vẹt cho cuộc chiến tranh biên giới kéo dài hàng chục năm giữa hai đất nước một trận chiến định ra sống chết một trận chiến bình ổn chiến loạn tiêu nhất thiên cũng vô cùng cảm động xét về thực lực quốc gia thì đại hoa hơn hẳn đại hạ một trận kéo dài thực ra rất bất lợi cho đại hạ nhưng xét về số người đứng đầu ở minh cảnh thì đại hạ đã vượt qua đại hoa cho nên nếu tiếp tục đánh sẽ là kết cục hai bên đều thiệt hại hơn nữa trận chiến tối nay vô cùng quan trọng hoặc nói trận chiến giữa tiêu nhất thiên với quốc sư đại hoa rất quan trọng nếu như tiêu nhất thiên có thể giết chết quốc sư đại hoa thì thực lực của đại hoa và quốc sư đại hoa cũng tương đương như vậy nó cho thấy sức mạnh của tiêu nhất thiên cũng vượt trên hoa sang sơn đêm nay anh có thể giết được quốc sư đại hoa thì ngày sau anh có thể dẫn quân vào lãnh thổ của đại hoa đe dọa sự an toàn của đại hoa ngược lại nếu như quốc sư của đại hoa giết tiêu nhất thiên thì có thể nhân cơ hội thừa thắng sông lên giành lấy đại hạ đúng là để tránh cho tình huống xấu nhất này xảy ra cho nên đã đưa ra yêu cầu dừng chiến tranh và coi trận chiến này giữa hai người là trận chiến cuối cùng giữa hai nước sau trận chiến này không ai có thể tiếp tục xâm lược cái này như là một kế sách song toàn nhất cho cả hai lòng quân sự hướng về thiên hạ thông minh như vậy khiến cho người khác rất khâm phục vì để cho tướng sĩ hai bên có thể giảm bớt thương vong không cần thiết hai nước chúng ta có thể an cư lạc nghiệp tôi đồng ý với đề nghị của quốc sư tuy nhiên tiêu nhất thiên suy nghĩ một lát sau đó hỏi ý của quốc sư có thể đại diện cho ý kiến của hoàng đế đại hoa hay không đúng vậy mặc dù bên ngoài có tin đồn lớn rằng quốc sư đại hoa đi tới đâu thì đều giống như là hoàng đế có mặt nhưng dù sao thì quốc sư đại hoa cũng chỉ là quốc sư đại hoa không phải hoàng đế của đại hoa dưới tình huống không có hoa giang sơn mà thương lượng hết tất cả mà về sau nhỡ như hoa giang sơn không giữ lời hứa thì phải làm sao bây giờ sau trận chiến này mục tiêu tiếp theo của tiêu nhất thiên là chiếm lấy mật phượng hoàng từ điện huyền vương và giải cứu tô tử lam không thể mãi mãi bảo vệ sự an toàn của đại hạ vì vậy anh hy vọng hơn ai hết rằng chiến tranh giữa hai nước có thể được dập tắt càng sớm càng tốt và ổn định càng sớm càng tốt có thể Quốc sư Đại Hoa gật đầu, Tiêu Nhất Thiên vẫn chưa yên tâm, liền ra hiệu. Tôi không ngại chờ một lát để quốc sư và hoàng đế liên lạc một chút trước. Nói thẳng ra là, chuyện này to tát lắm. Lão giả ông đừng có mà khoe khoang với tôi ở đây. Tôi sẽ cho ông thời gian và nhanh đi xin chỉ thị đi. Không cần. Quốc sư của Đại Hoa lắc đầu kiên quyết nói. Gần một triệu binh lính của hai quân đã làm chứng. Tất cả đều rõ như ban ngày. Lời quân tử đã nói dù có chết cũng không thay đổi. Nếu nếu cậu đã chết trong trận chiến đêm nay, một ngày khác Đại Hoa vi phạm lời hứa và tấn công Đại Hạ, tôi sẽ tạ tội với thiên hạ bằng cách chết và đồng hành với cậu trên đường tới suối vàng. Sau vài lời nói, Quốc sư Đại Hoa vẫn nói ôn nhu nhẹ nhàng, loại giọng điệu thanh cao kiên định đó nhưng lại có ma lực khó tả, khiến cho người ta không thể nghi ngờ, cứ như lời nói được nói ra từ miệng của quốc sư Đại Hoa là chân lý. Được, Tiêu Nhất Thiên do dự một lát, tôi tin ông một lần này. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhất Thiên chạm trán với quốc sư Đại Hoa, nói thật, anh chỉ biết quốc sư Đại Hoa rất mạnh nhưng anh không biết quốc sư Đại Hoa mạnh đến mức nào, anh không thể có tự tin có thể giết được quốc sư Đại Hoa trong vòng 100 chiêu, nhưng anh tự tin sẽ không bị quốc sư Đại Hoa giết trong vòng 100 chiêu. Cách tốt nhất để đo lường khả năng của một người không phải là lắng nghe những gì ông ta nói, mà là quan sát những gì ông ta làm. Cái đó... Quốc sư Đại Hòa nói, bắt đầu thôi. Sau đó, ông ta vẫy tay hướng về phía ba vị trưởng lão của học viện Đạt Ma đang tụ lại một chỗ với binh sĩ Đại Hòa nói. Các người lui hết đi, lui xa hơn năm dặm. Năm dặm, đó là hai ngàn năm trăm mét hai con người mạnh chiến đấu với nhau không thể so sánh với bình thường lực phá hại và sát thương sẽ rất lớn những người ở minh cảnh sợ là không thể chịu nổi những dư âm của cuộc chiến một khi vô tình bị trúng chiêu hậu quả không thể gánh nổi được viện trường cần phải rất cẩn thận bà vị trường lão của học viện đạt ma nhìn nhau nếu như quốc sư đại hoa đã có quyết định bọn họ tự nhiên không dám làm trái lời chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của quốc sư đại hoa mọi người cũng lui ra đi tiêu nhất thiên đồng thời cũng vẫy tay với xuân nhụy và những người khác ở bên dưới nói nếu tôi thất bại không may từ trận xuân nhụy hãy tiếp quản điện thiên thần cùng với đội quân của bạch ngọc nữ đại hạ giao cho mấy người nhớ kỹ bảo vệ quốc gia nhớ kỹ điện thiên thần và bạch ngọc nữ quân mãi mãi phải có trách nhiệm mặt khác trở về nói cho dì tử đàn sử dụng phương pháp đầu tiên để giải cứu tử làm mật phượng hoàng nằm trong tay của điện huyền vương chủ nhân của điện huyền vương rất có thể sẽ là một siêu cường giả của minh đức nếu như không may tiêu nhất thiên chết thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói chỉ còn lại có gì từ đàn cùng với điện thiên thần và bạch ngọc nữ quân nhất định không phải là đối thủ của điện huyền vương mà tô tử Lâm mất đi sự bảo vệ của tiêu nhất thiên thì đối với tô tử lam mà nói làm một người bình thường, không phải lo nghĩ điều gì mới là kết quả tốt nhất đối với cô. Quần chủ đại nhân, điện chủ đại nhân. Vẻ mặt của thành viên điện thiên thần cùng với quân của Bạch Ngọc nữ quân lo lắng. Nghe lời nói của Tiêu Nhất Thiên, bọn họ biết Tiêu Nhất Thiên đánh với quốc sư Đại Hoa, không nắm chắc mười phần cho nên trong hoàn cảnh mà bọn họ có lợi thế vào lúc này, họ thực sự không đồng ý rằng Tiêu Nhất Thiên nên chấp nhận mọi rủi ro và một mình chiến đấu với quốc sư Đại Hoa vì sự ổn định lâu dài của Đại Hạ. Nhưng mà, vừa định khuyên can, bọn họ đã thấy mặt của Tiêu Nhất Thiên nghiêm túc trầm giọng nói. Sao? Không tin quân chủ đại nhân và điện chủ đại nhân của mấy người hay sao? Yên tâm đi, không phải chỉ là một lão quái vật trăm tuổi mà thôi hay sao? Tôi tự có chừng mực một câu bịt miệng của mọi người rất nhanh tất cả các quân đội từ cả hai bên đều rút lui để lại tiêu nhất thiên và quốc sư của đại hoa với một chiến trường khổng lồ với bán kính năm dặm chỉ có một ngoại lệ xuân nhụy cô ấy cùng với người khác rút lui ra chiến trường lý do rất đơn giản cô ấy khác với những người khác tuy lần đầu tiên bước vào minh cảnh nhưng cô ấy cũng là một cường giả minh cảnh thực sự cho dù so với Tiêu Nhất Thiên và Quốc Sư Đại Hoa thì vẫn có một khoảng cách lớn, nhưng ít nhất hậu quả của trận chiến của Tiêu Nhất Thiên với Quốc Sư Đại Hoa sẽ không làm cô bị thương, hơn nữa cô cũng có suy nghĩ cẩn thận đó là đề phòng, không sợ cái gì, chỉ sợ lỡ như lỡ như trong trường hợp Tiêu Nhất Thiên không phải là đối thủ của Quốc Sư Đại Hoa và anh bị đánh bại trong vòng 100 chiêu, nếu như Quốc Sư Đại Hoa muốn lấy mạng của Tiêu Nhất Thiên cô không quan tâm đến những lời hứa hẹn. Khi điều đó xảy ra, cô không ngần ngại lao về phía trước để giúp Tiêu Nhất Thiên. Tóm lại, Tiêu Nhất Thiên chỉ có thể thắng, không thể thua, chỉ có thể sống, không thể chết. Quần sư của Đại Hòa thông minh đến nhường nào, đương nhiên ông ta có thể nhìn thấu ý định của Xuân Nhụy trong nháy mắt. Nhưng ông làm ngơ trước việc này và không phản đối gì cả. Thay vào đó, ông nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhất Thiên và cười nói, Tôi đây đã bế quan rất lâu rồi. Bên cạnh chỉ có thể có anh Hoa để cùng luyện tập. Không liên quan gì đến sinh tử, khó đạt được hiệu quả cần có. Trận chiến này tôi hy vọng Lang vương sẽ không để cho tôi đây quá thất vọng. Cái quái gì vậy chứ? Ngày ý tứ của quốc sư Đại Hoa, ông muốn dùng sự sống để quyết chiến xem kết quả bế quan của chính mình sao? Kiểm tra những thiếu sót và lấp đầy đến nâng cao thực lực của bản thân sao? Nói cách khác, Ông ta muốn đem Tiêu Nhất Thiên trở thành một hòn đá mài sao? Dựa vào đâu chứ? Điều này khiến Tiêu Nhất Thiên rất khó chịu, nhất thời sắc mặt đen lại. Vì thế, Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng mong quốc sư sẽ mạnh mẽ, sống xứng với danh tiếng. Tôi có thể nhịn thêm vài hiệp nữa để chờ đợi tôi giết ông. Để người đời không bảo tôi không biết kính già yêu trẻ, ăn hiếp lão già gần trăm tuổi. Ngay lúc âm thanh vang lên, Tiêu Nhất Thiên không do dự nữa, khí lực kinh người trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, sức chiến đấu mạnh mẽ xung quanh cơ thể nổi gió lớn. Trong chớp mắt, cả người lúc đó như được thay ra đổi thịt, lột xác, sát ý ngập trời. Khoảnh khắc tiếp theo, kèm theo một tiếng xé gió xuyên tới, cả người Tiêu Nhất Thiên hóa thành một đạo dư ảnh ma quái, giống như một viên đạn đại bác từ trong buồng phóng ra, trực tiếp hướng lao tới phía quốc sư đại hòa, lờ lửng cách đó 200 mét nhận một quả đấm của tôi đi mới nửa chừng có một tiếng gầm tức giận như sấm nổ vang lên tiêu nhất thiên vung ra một đấm một đạo hư ảnh cực lớn sẽ nát không khí mạnh mẽ hướng về phía quốc sư của đại hoa hình ảnh nắm đấm khổng lồ với gió rét bao quanh giống như mang theo loại sát khí hung hãn nhất cất phá trời cao thế mà trong mắt của tướng sĩ của hai quân đứng cách đó hơn năm dặm họ chỉ lờ mờ thấy được hình ảnh sao băng xé toạc trời không Xẹt qua. Hình ảnh hoa mỹ chớp nháng đó làm cho bọn họ chỉ biết ha hốc miệng, cầm lòng không đặng. Đồng loạt mở to hai mắt quan sát, cả bọn nín thở, chỉ có trái tim vẫn đập điên cuồng, lóa mắt, vô cùng lóa mắt. Quả là xẹt ngang làm nổ tung cả bầu trời. Trần chiến sống còn giữa hai cường giả minh cảnh vốn là chuyện khó gặp nhất đời người. Tấn công tốt lắm cách nắm đấm của tiêu nhất thiên chưa đến một quyền cảm nhận được loại sức mạnh ngang tàm, ẩn sâu bên trong quyền ảnh song con người của quốc sư đại hoa chỉ hơi co lại bên trong đôi mắt thâm thúy vẫn là vẻ bình thản như nước đúng lúc này người đối diện lại bộc phát loại cảm giác phẩm chất và mạnh mẽ thân hình giàn nua rung mạnh ngay tức khắc minh kính bên trong cơ thể nhanh như cắt bùng phá một cách hùng hồn áo choàng vấp với tóc trắng tung bay người ta chỉ thấy quốc sư đại hoa nâng tay phải lên đẩy về phía trước rồi nhấn một cái một bàn tay hư ảo khổng lồ xuất hiện với tiếng nổ vang trời nó lao thẳng vào tấn công quyền ảnh to lớn cùng lúc đó quốc sư đại hoa cũng hóa thành tia sáng lao về phía tiêu nhất thiên nói thì chậm nhưng khoảnh khắc ấy lại vô cùng nhanh khoảng cách trăm mét đối với cường giám minh cảnh như tiêu nhất thiên và quốc sư đại hoa mà nói thì dường như chẳng là gì hết trong nháy mắt, quyền ảnh to lớn và bàn tay hư ảo đã đụng nhau. Minh kình băng qua, gió lớn tàn phá, tựa như sấm chớp mưa bão va vào nhau, tạo ra âm thanh như thể thiên lôi cuồn cuộn, dẫn đến dài ngoằng tia sét chói lóa. Vùng không gian kia dường như cũng bị minh kình hùng hồn của hai người tác động mà vỡ ra. Chuyện này... chuyện này người nói là những binh sĩ trong quân đội Đại Hạ và Đại Hoa, cho dù là ba người lớn tuổi nhất của học viện Đạt Ma là người đã bước nửa bước vào minh cảnh, người trong quân của điện thiên thần và cả Bạch Ngọc nữ quân cũng bị chấn động bởi đợt đối mặt đầu tiên của Tiêu Nhất Thiên và Quốc sư Đại Hoa. Chuyện này chính là quyết đấu đỉnh phong giữa hai cường giả minh cảnh sau, nhìn qua đã khiến cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc dục sôi cho đến giờ phút này bọn họ mới ý thức được như thế nào là cao thủ ám cảnh viên mãn là đổ bỏ đi cái gọi là cường giả minh cảnh nửa bước cũng là đổ vứt đi tiêu nhất thiên và quốc sư đại hoa hai cường giả minh cảnh chính thức trước mặt bọn họ đều thuộc hàng siêu cấp cao thủ là cái quái gì đúng như lời đồn mà mọi người đã từng nghe phía dưới minh cảnh tất cả đều là sâu kiến đúng vậy là sâu kiến không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện Tiêu Nhất Thiên và Quốc Sư Đại Hoa tùy ý đánh một quyền thôi. Người là cao thủ ám cảnh viên mãn cũng được, gọi là nửa bước cường giả minh cảnh cũng thế, tự nhận rằng không thể sánh bằng. Chỉ nói quyền ảnh to lớn và bàn tay hư ảo xé rách không gian tất cả bọn họ, những người đã trải qua, chỉ sợ bản thân mình biến thành bột mịn trong nháy mắt, thành cho bụi, đến cả hài cốt cũng không còn thế mà tiêu nhất thiên và quốc sư của đại hoa lại nhiễm nhiên chẳng sợ dường như sau khi quyền ảnh to lớn và bàn tay hư ảo đụng nhau hai người bọn họ cũng theo sát mà lao vào trận nổ mạnh ấy mà chiếm đấu bên trong không gian bị xé rách sau đó mấy phút hơn một triệu đôi mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào chiến trường khổng lồ trong phạm vi hơn năm dặm giữa không trung kia tất cả những con mắt ấy đều không nỡ nháy một lần. Bọn họ sợ mình sẽ lỡ mất cảnh tượng huy hoàng, chỉ có thể nhìn thấy lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời. Mặc dù vậy, bọn họ cũng vô cùng đau khổ khi nhận ra tốc độ của Tiêu Nhất Thiên và Quốc Sư Đại Hoa quá nhanh, nhanh như ma đuổi, nhanh như sấm chớp. Nên bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng nổ vang trời, đình tài nhức óc liên tục vang lên từ trên cao. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai tia sáng bay tán loạn, tung hoành giữa chiến trường, thỉnh thoảng sẽ thấy quyền ảnh to lớn hoặc bàn tay khổng lồ hạ thẳng xuống rồi tàn ra như tiền nữ giải hòa. Về phần một chiêu một thức của Tiêu Nhất Thiên và Quốc sư Đại Hoa, rốt cuộc thì bọn họ đánh như thế nào đây? Ai mạnh, ai yếu? Rốt cuộc thì ai đang chiếm ưu thế, ai đã truyền mình rơi xuống thế yếu? Không thấy được, đơn giản là do không thấy được. Cả trăm ngàn con người chỉ có thể miễn cưỡng bắt gặp bóng dáng của Tiêu Nhất Thiên và Quốc Sư Đại Hoa, ngoài bọn họ cũng chỉ có Xuân Nhụy là một cường giả minh cảnh có thể thấy, có điều trong mắt của Xuân Nhụy, Tiêu Nhất Thiên và Quốc Sư Đại Hoa dường như mạnh ngang nhau, khó phân biệt được, ít nhất sau 10 chiêu, sau 20 chiêu, thậm chí là sau 50 chiêu, Xuân Nhụy cũng nhìn không ra Tiêu Nhất Thiên hay Quốc Sư Đại Hoa có dấu hiệu sắp thua, nhưng mà hai cao thủ đỉnh cấp quyết đấu với nhau, thắng bại thường chỉ trong chớp mắt. Bất kỳ một sai lầm nhỏ nào, bất kỳ một sai lầm bé xíu nào cũng có thể mang đến hậu quả nặng nề. Cho nên, Xuân Nhụy không dám lười biếng hay chủ quan, sắc mặt còn nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Cô ấy nắm chặt hai tay, minh kính bên trong cơ thể cũng phun trào chuẩn bị cho chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Sảng khoái quá, sảng khoái quá, sau khi chiến một hơi hơn mươi chiều, tiếng cười của quốc sư đại hoa vang lên như hồ sói gào thét vang vọng cả đất trời. Giọng điệu hùng hậu khó nén vẻ kích động. Nghe, chỗ nào giống như một lão già họm hẹp gần trăm tuổi vậy? Má nó, rõ ràng là người đàn ông lưng hùm vai gấu thì có. Hiển nhiên, trước đó quốc sư Đại Hoa cũng đã nói, với sức mạnh của lão, thường xuyên bế quan tiềm tu trong học viện Đạt Ma, phóng tầm mắt dõi theo cả đất nước đại hoa người có thể so tài với lão chỉ có một mình hoa sang sơn mà so tài thì không thể đạt đến cảm giác vui vẻ tràn trề khi đối đầu một mất một còn thứ lão muốn chính là cái cảm giác thoải mái khi dùng hết sức mạnh để chém để xiết chính là cái cảm giác hồi hộp kích thích giữa sống và chết rất đơn giản chỉ trong khủng hoảng và tuyệt vọng như thế này mới có thể bộc phá sức mạnh thật sự cũng chỉ có trong tình trạng này mới có thể đào ra từ xuất thân đến điểm yếu của bạn bởi vì đối thủ sẽ chỉ công kích chỗ nhạy cảm và cũng chỉ nhắm đến nhược điểm của bạn mà thôi đến đây đi quốc sư đại hoa càng đánh thì càng mạnh càng đánh càng mạnh mà cũng càng đánh thì càng cuồng lão không kiêng rè hay nương tay gì mà chỉ mỗi một chiêu một thức đều dùng hết sức mạnh hoàn toàn muốn lao thẳng vào giết chết tiêu nhất thiên bên kia cũng chẳng khác Đối diện với kẻ địch mạnh như quốc sư Đại Hoa, Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn không đề tranh thủ bất kỳ sơ hở nào. Anh đấm một đấm, rồi đấm thêm một cú đấm nữa. Vừa đấm vừa mắng. Còn mẹ nó, để tôi cho ông sảng khoái. Để ông sảng khoái. Để ông sảng khoái này. Lão già họp hẹn xấu xa. Hai người đã giao hẹn từ sớm là phân rõ thắng thua trong vòng 500 chiêu quyết đấu một mất một còn nên càng về sau thì chém giết càng thêm khốc liệt tiếng gầm gừ và tiếng quát mắng không ngừng vang lên xen kẽ với nhau quyền ảnh to lớn và bàn tay khổng lồ liên tục xuất hiện đáp xuống chiến trường trong phạm vi năm dặm mang theo tiếng động nổ vang long trời lở đất ngay sau đó nổ thành cái hố to khiến cho người khác nhìn vào đã cảm thấy choáng váng ngay cả bộ máy cũng bị nổ tan tành điên rồi điên rồi tất thầy những tướng sĩ của đại hạ và đại hoa chứng kiến cảnh tượng này đều không hẹn mà cùng này ra suy nghĩ. Mẹ nó, hai người này điên hết rồi. Rốt cuộc, thời gian dần trôi, hai người đã đánh đến chiêu thức thứ 99. Người ta chỉ nghe thấy quốc sư đại hoa nói với giọng thỏa mãn. Quắt con, một chiêu cuối cùng này dùng hết sức phần cao thấp với lão già này đi. Sau chiêu này, ai còn đứng được thì người đó thắng. Lời vừa dứt, quốc sư đại hoa bộc phát nội lực minh tình hùng hồn đến cực hạn cả cơ thể lão như hóa thành trạng thái hồ gầm sói đói vô cùng điên cuồng hai chướng mang đầy sát khí hướng về phía tiêu nhất thiên tới thì tới đi tôi mà sợ ông sao ông già đánh tới đây tiêu nhất thiên cũng thẳng tiến chẳng lùi chiến ý tòa ngập trời cao mang theo tiếng nổ vang anh cũng bộc phát hết cả minh tình hùng hồn của mình ra ngoài sau đó hai quyền nện như điên về phía hai trường của quốc sư đại hoa thắng bại thậm chí sống chết đều quyết định bởi một chiêu này lần này hai người không lựa chọn cách né tránh cũng không biến hóa quyền ảnh hay trường ảnh mà chỉ lấy quyền trường đánh trường dùng song quyền đánh lại song trường thịt va thịt cứng đối cứng cứng rắn cho nên cuối cùng cả hai dùng hết minh kình bên trong và một chiêu khổng lồ tạo ra tiếng nổ to lớn hơn tất thảy những tiếng vang rền lúc trước khi hai quyền của tiêu nhất thiên va chạm vào trường của quốc sư đại hoa chỉ có tiếng rầm tiếng nổ giòn tan vang lên cả trời cao một giây sau minh kình của tiêu nhất thiên xuyên qua quyền trường tràn vào trong hai tay của quốc sư đại hoa hủy diệt thân thể quốc sư một cách trắng trợn minh kình của quốc sư đại hoa cũng tràn vào hai tay của tiêu nhất thiên ngay lúc ấy, Tiêu Nhất Thiên cảm thấy cánh tay của mình như đã bị hàng ngàn con kiến lao vào cắn xé, đau đớn khó mà chịu đựng được. Sau đó, đồ giật không thể diễn tả thành lời, lập tức ập đến, hai người vừa đụng vào đã tách ra. Quốc sư Đại Hoa bị đánh bay tại chỗ về phía Bắc, lão bị bắn ngược về phía quân của Đại Hoa, mà Tiêu Nhất Thiên cũng chẳng khác gì. Anh bị đánh bay tại chỗ, lao thẳng về phía Nam, anh lao thẳng về phía quân của Đại Hạ cả người bay giữa không trung, cả hai người đều không thể chịu đựng được, dường như trong nháy mắt, cả hai con người trên không trung ấy không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, hai búng máu tươi xé toạc bầu trời trong đêm tối âm u, dưới ánh trăng lạnh lẽo, vạch ra hai lần ngang bằng máu, khung cảnh ấy hùng vĩ mà khốc liệt, thấy thế, Xuân Nhụy là người phản ứng nhanh nhất, cô ấy là người đầu tiên xông về phía Tiêu Nhất Thiên, thành viên của điện thiên thần và đội quân của bạch ngọc nữ quân đứng ngoài năm dặm cũng bắt đầu điên cuồng lao tới phía bên kia bà kẻ nửa bước trường lão minh cảnh của học viện đạt ma thì khóa thành ba cái bóng mờ rồi cũng hối hả chạy như điên về phía quốc sư đại hoa xem ra kết quả là hai hồ cắn nhau con què con bị thương như vậy quốc sư đại hoa cũng vừa mới nói sau trận chiến này ai chỉ tổn thương nhẹ ai vẫn còn có thể đứng được thì coi như là người đó thắng một hơi bay ngược mấy trăm mét tiêu nhất thiên đáp xuống bằng cả hai chân chẳng những không ngã mà còn vững vàng đứng ở đó dưới chân đá văng tung tóe bị hắn dẫm thành hai hố sâu quân chủ đại nhân xuân nhụy đi tới muốn đưa tay ra đỡ tiêu nhất thiên lại vẫy vẫy tay lau vết máu trên khóe miệng sắc mặt lạnh lùng có chút tái nhợt ngẩng đầu đối diện với quốc sư đại hoa tương tự Quốc sư đại hoa bay ngược trăm mét Sau khi tiếp đất Vẫn như cũ, vững như thái sơn Chẳng qua gương mặt dán nua nhăn nhau Giờ phút này khó có thể che giấu Về mệt mỏi cùng với đau đớn Xác thật là cả hai đều thua Đều bị thương Nhưng mà hai người đều chịu đựng Không ai ngã xuống Viện trưởng, quốc sư đại nhân Bà gã trưởng lão của học viện Đạt Ma Cùng với vài đại hoa tướng lĩnh Chạy như điên tới Lo lắng nhìn quốc sư đại hoa mà quốc sư đại hoa thì lại không để ý tới họ cùng với tiêu nhất thiên cách 200 trăm mét bốn mắt nhìn nhau khẽ cười nói làng vương tiêu quả nhiên là không làm tôi thất vọng thiếu niên anh kiệt hậu sinh khả úy hậu sinh khả úy mà những lời này là lời thật lòng quốc sư đại hoa cũng gần trăm tuổi thời niên thiếu cũng là một thiếu niên thiên tài phong hoa tuyệt đại dù vậy cho tới bây giờ thì cũng mới có thể đạt được tới cảnh giới như ngày hôm nay cho nên, ông ta đi tới hôm nay đã rõ hơn ai hết có bao nhiêu gian khổ trên con đường võ đạo, mỗi lần đột phá khó khăn thế nào. Thế nhưng Tiêu Nhất Thiên 26 tuổi, đạt viên mãn, lúc này cũng mới 27 tuổi, đã tiến vào minh cảnh. Hơn nữa, thực lực của ông so với cường giá minh cảnh nhiều năm lại là cân tải ngang sức, không phần cao thấp. Nếu như Tiêu Nhất Thiên sống đến 50 tuổi thì sẽ như thế nào đây? 80 tuổi thì sao? một trăm tuổi thì sao chứ tiền đồ vô hạn tiềm năng phi thường ông cũng không tệ tiêu nhất thiên tính lễ phép trả lời một câu nhưng nghe lại hơi thô lỗ ông cũng không tệ lắm với cảnh giới cùng với thực lực hiện tại của tiêu nhất thiên nếu những lời này nói với người khác vốn không có vấn đề gì cả nhưng nếu như nói với quốc sư của đại hoa có vẻ là hơi kiêu ngạo không tôn trọng người khác rốt cuộc thì quốc sư của Đại Hoa có thân phận gì đây, địa vị gì? Người ta chính là siêu cấp đại lão ngang hàng với chủ nhân Giang Sơn Đại Hoa. Ở nước Đại Hoa, cho dù người đứng đầu là Hoa Giang Sơn cũng không dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Lập tức, bà gã trưởng lão của Học viện Đạt Ma và vài tướng lĩnh của Đại Hoa đều tức giận, hung dữ nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, xúc động muốn lao lên liều mạng với anh. Nhưng... cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi vừa mới chứng kiến thực lực của Tiêu Nhất Thiên. Còn muốn liều mạng sao? Đánh cái gì nữa đây? Đây không phải gọi là liều mạng mà là toi mạng. Cho nên không phục sao? Cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Khác với các trưởng lão của Học viện Đạt Ma và Tướng lĩnh Đại Hoa, quốc sư Đại Hoa lại không hề để ý chút nào. Ngược lại còn cười gật đầu nói, người trẻ tuổi tất nhiên sẽ kiêu ngạo ngông cuồng. Hơn nữa, làng vương tiêu chính là rồng giữa người thường, xác thực là có thực lực để khinh cuồng so với lang vương tiêu tôi dùng gần một trăm năm nỗ lực hết một trăm năm mới đạt được thành tựu của lang vương tiêu lúc hai mươi bảy tuổi cho nên lang vương tiêu nói không tệ lắm đã là quá khen cho tôi nghe vậy tất cả mọi người đều sửng sốt không thể không thừa nhận trí tuệ cùng với khí chất của quốc sư đại hoa người thường khó có thể so sánh được ngừng một chút quốc sư đại hoa lại nói Trăm chiều đã qua, lang vương tiêu sừng sững không ngã, tôi cũng vẫn thừa lực. Trận này tính làm hòa, không biết ý của lang vương tiêu như thế nào. Thế hòa, theo ước định giữa hai người, trong vòng trăm chiêu phân định thắng bại, người thắng sống, kẻ thua chết. Mà hiện tại, trăm chiều không phân thắng bại, làm sao quyết định sinh tử đây? Lời tôi đã nói ra, lời hứa vẫn có giá trị. Quốc sư Đại Hòa nói tiếp. Từ đêm nay, việc binh đao nhập kho, ngựa thản Nam Sơn, ân oán Đại Hoa và Đại Hạ trước kia xóa bò hoàn toàn. Hai nước không xâm lược lẫn nhau, độc lập phát triển. Nếu một ngày nào đó Đại Hoa vi phạm lời hứa này, xâm lược Đại Hạ, lang Vương Tiêu lúc nào cũng có thể tới Đại Hoa, đến trước đặt ma học viện tìm tôi hỏi tội. Tôi đây chắc chắn đem cái đầu trên cổ dâng lên tạ tội với thiên hạ. Đương nhiên, với tài năng cùng với thực lực xuất chúng của lang vương tiêu nếu như thực sự có một ngày như vậy chỉ sợ đến lúc đó cảnh giới của lang vương tiêu đã sớm vượt qua tôi rồi cho dù tôi có đổi ý thì cũng không thể chống lại chỉ có thể tùy ý lang vương tiêu xử lý những lời này nói ra quốc sư đại hoa đã nói có tình có lý nếu như ông ta chết nước đại hoa dưới sự giận dữ khả năng sẽ xé bỏ ước định là rất cao ngược lại ông ta còn sống, có thể thực hiện lời hứa của chính mình, duy trì hòa bình giữa hai nước. Nhưng mà... Không hiểu sao, nhìn nụ cười hòa nhã trên gương mặt của quốc sư Đại Hoa, trong lòng của Tiêu Nhất Thiên lại khẽ động, thoang thoảng người thấy mùi vị gian trá, không tránh khỏi một cảm giác kỳ lạ như là... Bị lão già gian xảo này lừa gạt, quốc sư Đại Hoa dường như đã biết trước kết quả, hoặc là nói, thế hòa là do ông ta muốn như vậy cho nên hiện tại hai người đã hòa quốc sư đại hoa thuận nước đầy thuyền xóa bỏ toàn bộ kiến nghị không đánh mà thắng một lời hứa hẹn hai nước hòa bình trực tiếp bảo vệ binh lính đại hoa còn sống sót chấm dứt chiến tranh mẹ kiếp quả nhiên là lão cáo già thành tinh nghĩ thông suốt điều này tiêu nhất thiên khẽ cắn môi thầm mắng ở trong lòng chỉ là tiêu nhất thiên cũng không có vạch trần thủ đoạn của quốc sư đại hoa bởi vì cho dù là như thế nào kết thúc tranh chấp giữa hai nước giữ cho hòa bình lâu dài không chỉ là mục đích của quốc sư đại hoa mà cũng là kỳ vọng của tiêu nhất thiên ở thời điểm này ý tưởng của hai người giống nhau cho nên được tiêu nhất thiên gật đầu chấp nhận kết quả hòa sau đó lại nói chăm chiều quá ít vừa rồi đánh không tận hứng ngày khác có cơ hội tôi sẽ đích thân tới đại hoa lại tìm quốc sư thảo luận theo kế hoạch của Tiêu Nhất Thiên, sau khi chiến tranh quốc gia kết thúc, mục tiêu tiếp theo của anh là Huyền Vương Điện, Mật Phường Hoàng, bất kể quốc sư Đại Hoa hay là chủ nhân Hoa Giang Sơn của Đại Hoa, bọn họ đều là thành viên của Điện Huyền Vương. Căn cứ vào thông tin thu thập được trước đó từ ám giả quỷ vương cùng với dì từ đàn, có một căn cứ bí mật của Điện Huyền Vương ở Đại Hoa. Bởi vậy, Tiêu Nhất Thiên không phải là tin chó nói vậy không bao lâu nữa anh sẽ đích thân đến đại hoa tìm kiếm manh mối về điện huyền vương quốc sư đại hoa khóe mắt hơi run rẩy cười nói được rồi tôi ở học viện đạt ma ở thủ đô đại hoa đợi lang vương tiêu đại giá nói xong quốc sư đại hoa xoay người nhìn ba gã trường lão học viện đạt ma cùng với một số tướng lĩnh của đại hoa ở phía sau ra lệnh lập tức chấn trình binh mã theo tôi trở về đại hoa tuân lệnh tuân lệnh tuân lệnh hàng trăm vạn hùng binh xuôi nam ngầm ôm quyết tâm xâm chiếm đại hạ nhưng lại có kết quả như vậy ngoài dự liệu của mọi người nói thật cứ như vậy mà rời đi dù là ba gã viện trường học viện đạt ma hay là mấy đại hoa tướng lĩnh may mắn sống sót cũng có chút không đành lòng trong lòng ngoài không cam tâm còn có chút sợ hãi bọn họ sợ sợ khi về đại hoa không thể giải thích được với quốc chủ đại hoa đáng tiếc tình thế trước mắt đối với bọn họ vô cùng bất lợi, tiếp tục chiến đấu cũng chỉ có thể chôn thay tại đây, cho nên bọn họ hơi do dự một chút, liền sôi nổi lĩnh mệnh theo mệnh lệnh của quốc sư Đại Hoa chuẩn bị quay về. Thật nhanh, mấy trăm ngàn đại quân của Đại Hoa còn sống sót dưới ánh trăng bằng giá trong sự bao phủ của đêm dài mênh mông cuồn cuộn, dọc theo đường cũ tiến về phía bắc, rời khỏi Vạn Nhẫn Sơn nhìn quân đội của đại hoa rời đi như một đám mây cho đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt tiêu nhất thiên mới nhẹ nhàng thở xa xoay người sang chỗ khác nhìn đám người phía sau xuân nhụy đang muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên chỉ nghe phịch một tiếng tề vệ đông người đang đứng trong hàng ngũ bên ngoài vội vã lao tới trước mặt tiêu nhất thiên vẻ mặt đầy kích động cùng ngưỡng mộ không nói hai lời trực tiếp quỳ một gối về phía hướng tiêu nhất thiên mặt tướng tề vệ đông bái kiến lang vương về mặt lý thuyết tề vệ đông chính là thống soái tam quân tuổi tác của hắn không nhỏ trình độ hay cấp bậc trong quân đội so ra cũng hơn tiêu nhất thiên rất nhiều huống hồ tiêu nhất thiên đã xuất ngũ khỏi bắc cảnh từ lâu cho nên bất kể thế nào tề vệ đông cũng không nên hành lễ trang trọng với tiêu nhất thiên như vậy vậy mà tề vệ đông cứ cương quyết phải quỳ quỳ rất dứt khoát một phái này thực hiện một cách đầy kiên định Thấy thế, hành động đột ngột của tề vệ đông khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tiêu Nhất Thiên cũng không nhịn được mà phải trợn trắng mắt. Anh ta tiến lên vài bước, duỗi tay đỡ lấy tề vệ đông nói. Tướng quân tề làm gì vậy? Ngài bây giờ đã là thống soái tam quân, là tướng lĩnh tối cao của đại hạ. Trước con mắt của mấy chục vạn binh lính, ngài quỳ như vậy không sợ bị các anh em chê cười sao? Trước kia Tiêu Nhất Thiên cũng từng giữ quân đội, hiểu được đạo lý giữa binh và tướng. Người làm tướng phải mẫu mực nghiêm túc bởi hành động của mình đại diện cho bộ mặt của quân lính dưới trướng. Nhưng tể vệ đông nhất quyết quỳ tại chỗ không chịu đứng dậy, nói lớn. Làng vương tiêu trước đây chấn thù bắc cảnh. Một lòng vì nước vì dân, sau khi xuất ngũ lại trúng kế của hoàng chủ phải gánh chịu tội danh phản quốc. Hiện tại, đại hạ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu làng vương không so đo hiểm khích lúc trước, dẫn theo nhiều cao thủ đến trợ giúp. Ngăn chặn sóng dữ, ngài không chỉ là cứu tính mạng của hàng ngàn hàng vạn binh lính chúng tôi, mà còn cứu cả Giang Sơn Đại Hạ. Chính là cứu mạng sống cho muôn dân trăm họ, giúp bá tánh tránh nỗi khổ chiến tranh loạn lạc, thoát được nỗi nhục mất nước, lầm than. Đại ân đại đức này, một quỳ một lạy của mặt tướng, tiêu làng vương nhận là lẽ đương nhiên nói rồi tệ vệ đông bất thình lình quay đầu nhìn về phía mấy vạn binh sĩ đại hạ đang đứng sốt ruột la to mẹ kiếp con đứng đực ra đấy để làm gì còn không mau cùng bàn tướng quân cảm tạ ơn cứu mạng của tiêu lang vương ơn cứu quốc nữa chứ âm thanh hùng hồn tựa như tiếng giống ngâm hồ gầm vang xa vài dặm truyền vào tai của tất cả binh sĩ đại hạ ngay sau đó cảm tạ ơn cứu mạng của tiêu lang vương cảm tạ ơn cứu quốc của tiêu lang vương không do dự hay chần chừ dù chỉ một khắc binh sĩ đại hạ đồng thanh hò hét âm thanh như sấm dậy nơi nơi đều khiếp sợ trận chiến này làm thiệt hại gần một nửa số binh lính của đại hạ năm trăm quân còn lại không quá ba trăm nhưng cũng chính bởi tính chất ác liệt như vậy mà càng tô đậm thêm tầm quan trọng của đám người tiêu nhất thiên nếu không chỉ sợ cả ba trăm binh tướng này cũng không qua nổi đêm nay Đàn ông trong quân đội đều là những gã cứng nhắc gan góc, ân oán rõ ràng, tôn trọng kẻ mạnh. Vừa rồi, chính mắt bọn họ trông thấy thành viên của Điện Thiên Thần dưới trướng Tiêu Nhất Thiên cùng thành viên của Bạch Ngọc Nữ Quân hợp sức đại chiến xoay chuyển tình thế cứu mạng bọn họ, cũng tận mắt quan sát, Tiêu Nhất Thiên liều mạng một trận với tay quốc sư Đại Hoa, hòng đổi lấy hòa bình, cứu mạng, cứu quốc. Đây quả thực là ơn to bằng trời cho nên cũng giống như tề vệ đông một tiếng cảm ơn này thật sự xuất phát từ nội tâm của bọn họ lời cảm tạ vừa mới dứt thì trong nháy mắt âm thanh quỳ một gối vang lên như sóng dâng hết đợt này đến đợt khác mấy trăm ngàn binh lính đại hạ bất kể là đứng ở vị trí nào đều đồng loạt lấy tiêu nhất thiên làm trung tâm hướng về chỗ anh đang đứng mà cung kính quỳ gối xuống lạy tình cảnh này cảnh tượng này quả thật là khiến cho người ta chấn động nhất là thành viên của Điện Thiên Thần và Bạch Ngọc Nữ Quân đứng bên cạnh Tiêu Nhất Thiên. Bọn họ không ở trong hàng ngũ quân đội, càng chưa bao giờ đánh giặc nên trước giờ chưa được chứng kiến trường hợp nào như vậy. Cho nên cảnh tượng trước mắt gây cho bọn họ sự xúc động mạnh. Sắc mặt của bọn họ trở nên trầm xuống, cảm xúc mê man. Thời điểm nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, đôi mắt càng mang thêm vẻ kính sợ vốn có. Tục ngữ có câu, lương thần chọn chủ mà phò, chim khôn lựa cành mà đậu trước đây bọn họ gia nhập vào điện thiên thần hay đầu quân cho bạch ngọc nữ quân dưới trướng tiêu nhất thiên đều có lý do riêng hoặc là báo ân hoặc là tự bảo vệ mình mà giờ phút này chính tại khoảnh khắc này bọn họ dường như đã nhìn thấy trên người của tiêu nhất thiên tỏa ra một sức hút thật lớn khiến cho bọn họ càng thêm thấu hiểu và đồng cảm với tiêu nhất thiên một cách sâu sắc các tướng sĩ không cần đan lễ mọi người mau đứng dậy cả đi Tiêu Nhất Thiên đứng giữa đám đông, liếc mắt nhìn xung quanh. Trong lòng anh giờ đây nối lên từng đợt sóng, dường như trong phút chốc lại trở về những năm tháng chấn giữ bắc cảnh đầy nguy hiểm. Anh trầm giọng nói, tôi cũng giống như mọi người thôi, đều là con dân của Đại Hạ. Mọi người và dân chúng của Đại Hạ đều là anh em máu mù với tôi. Cho nên, bất kể là cứu tính mạng của mọi người hay là bảo vệ sự an nguy của Đại Hạ, điều đó không phải là ân càng không phải là đức đó là trách nhiệm là nghĩa vụ của một người dân đại hạ như tôi ra không còn thử hỏi lông mọc chỗ nào đây mất nước biết tìm nhà ở đâu tôi có niềm tin rằng hiện tại mọi người tuy không cùng trình độ với tôi không có thực lực hay thế lực như tôi nhưng mọi người giống tôi ở chỗ có một trái tim hướng về tổ quốc lời này của tiêu nhất thiên nói ra hết sức hùng hồn ngập tràn khí phách mọi người đều im lặng lắng nghe nhiệt huyết trong lồng ngực sôi trào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 88 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Phương Thốn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.